cô xử lý cái vùng răng một. Không, bây giờ à, các bạn nhìn cái này xong cô dẹp này. Các bạn nhìn ở đây là các bạn sắp xếp đường cổ. Bắt đầu nha. Bố nãy Lâm vẫn đổ bấm đổ đấy. Rồi, đầu tiên thì các bạn sắp xếp đường cổ nhé. Chúng ta còn có một cây gương, một cái cán châm, một cái cây đo túi hai chu và bốn cái cây dụng cụ, bốn cái cây xử lý mặt chân răng, cây cho vùng răng cửa, cây cho vùng răng cối mặt ngoài và mặt trong, cây cho vùng gần mặt gần và góc gần của răng cối và gần và góc xa và góc xa của răng cối. Đó là chúng ta có dụng cụ, chúng ta sẽ sắp xếp ở trên cái khay của chúng ta một cách trật tự như vậy nhé. Tôi sẽ bỏ ra ha. Để cô sẽ bỏ ra để cô xử lý cho các bạn cho rõ nhé. Rồi. Bây giờ cô sẽ xử lý mặt chân răng mùn răng cửa. Ví dụ như trong trường hợp này là cô làm cái răng 1-3 ha. Cô xin lỗi các bạn thì đúng ra cô sẽ phải để trên lỗ hàm để làm cho nó rõ. Một chút nữa cô sẽ quay trên lỗ hàm, nhưng mà vì muốn quay cho dễ cho nên cô phải ngồi ở đây một chút. Trên kia thì cô chỉ quay được cái gọi là cái tư thế cho các bạn thôi, không chính xác được, không thật rõ được. Đây, ví dụ như mình định xử lý mặt chân răng 1-3 thì như trên cái hình này các bạn sẽ thấy còn cao răng trên núi là không có đúng. Tức là khi mình làm xử lý thì tất cả những cao răng trên núi này mình phải làm gì? Mình phải lấy sạch đi hết rồi. Để có nên làm thì đúng ra thì chúng ta phải lấy sạch cao răng trên núi và chúng ta chỉ làm khi mà ở phần trên núi là lấy sạch rồi. Rồi. Đầu tiên là chúng ta sử dụng cái cây đo túi nhai chu, chúng ta sẽ thăm dò túi nhai chu theo phương pháp người ta gọi là phương pháp bước bổ, tức là từng bước một. Trong lúc thăm dò này chúng ta sẽ thăm dò hai việc, chúng ta sẽ cảm nhận ở trong cái tay của chúng ta này, cảm nhận trong xúc giác của chúng ta. Thứ nhất đó là cao răng nhiều hay ít và bề mặt chân răng nó có gồ ghề nhiều hay ít. Đó. Chúng ta làm hết ở mặt ngoài, sau đó chúng ta làm mặt trong. Cô xin lỗi, cô lật ngược cái mẫu hàm lên cho các bạn nhìn. Chứ trên miệng bệnh nhân thì chúng ta không làm như vậy được. Đó. Như vậy thì cô nhận thấy là cái cao răng, cái bên răng bên này cao răng bên ngoài rất là nhiều, trong khi ở mặt trong thì trơn lắm, không có cao răng được nhiều. Đó. Như vậy sau khi cô cảm nhận xong vậy thì cô bắt đầu muốn xử lý mặt chân răng. Xử lý mặt chân răng vùng răng cửa, như vậy chúng ta lấy cây số mấy? Đúng rồi. Thì cây này là cây 1-2. Thì như vậy đầu tiên hết chúng ta xác dụng lưỡi tác dụng ha. Thì cái cạnh tác dụng nó luôn luôn phải là cái cạnh mỏng, cạnh bén và cạnh cong dài hơn, cạnh cong ngắn hơn, không phải là cạnh tác dụng. Trong trường hợp các bạn muốn biết chính xác hơn nữa, các bạn để cái phần trung gian tận cùng vuông góc với mặt đất. Cái lưỡi nào mà nó mở ra và nó sát với mặt đất hơn cả chính là lưỡi tác dụng. Vậy là lưỡi tác dụng nó đang ở phía bên tay trái của cô. Trong trường hợp này, lưỡi tác dụng nó đang ở bên tay trái của cô. Đâu có nhìn thấy luôn. À đây. Rồi, cô không thấy đâu. Rồi bây giờ cầm dụng cụ nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu làm ở mặt ngoài. Bốn bước như sau. Trước tiên là có điểm tựa nha các bạn. Điểm tựa và răng, tựa bằng ngón áp út. Bốn bước như sau. Bước thứ nhất, đi vào trong khe núm với động tác thăm dò. Lúc này là góc mấy độ? Không độ. Chúng ta ôm vào bề mặt chân răng tới không độ. Có thấy cao răng đây rồi. Qua miếng cao răng, chúng ta đang đi qua miếng cao răng tới đáy của miếng cao răng hay là tới đáy của túi nhai chu. Rồi xong chúng ta làm gì? Di chuyển cái cán của cây dụng cụ để góc cây dụng cụ tạo ra một góc bao nhiêu? 90. Đúng rồi, tại vì chúng ta chỉ có di chuyển tối đa được đây, chúng ta không thể gì di chuyển mãi được, bởi vì cái túi này nó tới đây là nó giới hạn rồi ha. Chúng ta được đến 45 đến 90 độ mà thôi. Sau đó chúng ta sẽ dùng lực này, các bạn theo dùng lực đòn bẩy, chúng ta đi về phía, chúng ta dùng lực đòn bẩy chúng ta đi về phía cạnh cắn. Các bạn sẽ thấy cô sử dụng hai thì, các bạn sẽ thấy cô dùng hai thì. Thì thứ nhất là đi tí xuống, thì đi thứ hai là thì đi lên. Thì các bạn xem thì nào là thì tác động? Đúng rồi, chỉ có thì đi lên là thì tác động mà thôi, thì đi xuống là không có tác động. Lúc đầu cô sẽ làm hơi mạnh tay, xong dần dần cô sẽ làm nhẹ dần. Tại vì khi hết cao răng rồi, chúng ta sẽ làm nhẹ dần. Lúc này là chúng ta đang làm láng bề mặt chân răng. Phải ha? Cô sẽ làm về phía bên gần. Đây là cô đang làm mặt ngoài đúng không? Cùng cái cây này chúng ta sẽ làm luôn về phía bên gần. Phía bên gần chúng ta sẽ hơi xoay một chút. Đây là cô đang làm hướng gì hả các bạn? Hướng thẳng, đúng rồi. Hướng này thì gọi là hướng gì? Hướng nghiêng. Đây là cô đang làm hướng nghiêng ở phía mặt bên xa.
khi chúng ta làm tới gần hết những cao răng rồi thì chúng ta sẽ nghe cái tiếng nó không còn tiếng kêu kẹt 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 nữa, nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Đó, nó rất là nhẹ nhàng bởi vì nó sẽ hết miếng cao răng rồi, ngay chúng ta đang làm láng bề mặt chân răng thôi. Rồi. Mỗi khi chúng ta làm như thế, sau đó thì chúng ta phải bơm rửa. Chúng ta phải bơm rửa. Cô sẽ chỉ cho các bạn cái cách bơm rửa. Để đây nhé. Để trong đây. Cô sẽ chỉ cho các bạn cái cách bơm rửa như sau. Các bạn để cái cây, cái đầu mũi kim sát vào răng, đưa sâu xuống gần chạm hoặc là chạm nhẹ vào đáy túi nha chu. Sau đó các bạn lại rút lên một chút. Các bạn đi tới đây rồi ha, các bạn lại rút lên một chút và lúc đó các bạn mới bơm nước. Và khi các bạn vừa bơm thì các bạn lại vừa rút ngược cái mũi kim đi ra. Để làm gì? Để mình đảm bảo mình không tạo cái áp lực về phía chóp gốc. Làm lại nhé, cô làm lại nhé. Các bạn đi xuống này, lách cái cây đồng kim vào trong túi nha chu này, đi xuống gần đến đáy túi hoặc là chạm vào đáy túi nha chu này, rồi đưa ngược lên một chút, sau đó bắt đầu mới bơm. Các bạn hiểu ý cô không? Rồi. Như vậy là nãy giờ cô đã làm cho các bạn được cái răng cửa, bây giờ cô sẽ làm cho các bạn răng cối. Cô để mà nét cô quay đi khác. Bây giờ cô làm răng cối nha, cô xin lỗi cô ngồi như vậy là không đúng ạ. Cô phải làm bên này, nó mới tiện, mới đúng. Bây giờ cô cầm cây này lên, đây là mặt ngoài cũng được. Cô sẽ làm các bạn cho các bạn mặt ngoài cũng tương tự như vậy. Để mà xác định cái lưới tác dụng, nó sẽ là cái cạnh bén hoặc là cái cạnh cong dài chứ không phải cái cạnh cong ngắn. Hoặc là nếu các bạn để cái phần trung ra tận cùng vuông góc với mặt đất thì các bạn sẽ thấy cái cạnh nào mà mở ra hơn, mà thấp hơn so với mặt đất chính là cạnh bén. Cách cầm dụng cụ như sau, cầm 1, 2. Cách cầm dụng cụ như sau, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Các bạn, bạn kia đừng nói chuyện. Các bạn, 4 bước như sau. Bước thứ nhất, phong độ. Đi vào trong đáy túi nha chú, vợ chồng cô xin lỗi, đi vào miệng túi nha chú. Rồi đi qua miếng cao răng. Tới đáy miếng cao răng vẫn là không độ. Tới đáy miếng cao răng rồi thì sao? Đẩy cái cán của cái dụng cụ để nghiêng ra một góc 45 đến 90, sau đó thì dùng. Cô xin lỗi, cái này cô nhắc thêm các bạn luôn luôn dùng một cái lực áp. Lực áp vào cái răng, nếu mà đến 90 độ mà các bạn kéo lên liền thì nó rất là khó. Lúc này chúng ta phải lực đè, người ta gọi là lực đè hay lực ấn hay là lực áp. Tức là lúc này cô đang dùng một cái lực, cô ấn cái dụng cụ này vào cái răng. Và lúc đó cô dùng sử dụng lực kéo lên hay là bẩy lên, kéo về phía mặt nhai. Rồi khi các bạn làm như thế, các bạn có thấy cái phần trung gian tận cùng nó song song với trục của răng không? Đó. Nếu mà làm đúng thì các bạn sẽ thấy phần trung gian tận cùng song song với trục của răng. Và chỉ có cái khủ tay của cô nó xoay, nó di chuyển thôi. Cái cổ tay của cô nó di chuyển thôi, chứ cái khủ tay nó không di chuyển. Khủ tay nó giữ nguyên, nó không có giật. Thế như vậy đó. Khi các bạn làm mà nó đỡ rồi thì các bạn sẽ thấy cái tiếng kêu càng ngày nó càng nhỏ lại, nó càng mềm đi. Để lúc này mình đang làm, cái tiếng kêu nó bớt dần đi, thì lúc này mình đang làm láng bề mặt chân răng. Tiếp theo, cô làm mặt ngoài là như thế. Mình có dùng cái cây để dùng làm mặt xa hay là mặt gần. Giờ cô làm mặt xa nhé. Thì tương tự như vậy là cây thứ 10, 10 cây số 10, 13, 13, 14. Mặt xa. Rồi cô cầm cây dụng cụ, cô xác định lưỡi tác dụng là phía bên đây. Cô cầm dụng cụ như sau. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi cô làm mặt xa. Cũng tương tự như vậy. Không độ. Đi vào sâu trong túi nhà chú. Rồi sau đó các bạn thấy cái phần trung gian tận cùng nó phải vuông góc với cái trục của răng, song song với cái trục của răng là mới đúng. Cô làm hơi bị khó một chút bởi vì cô phải lấy cái ngón tay trái cô giữ cái răng lại đó, thành ra cô không dám làm mạnh tay. Cô. Rồi, đây. Các bạn thấy rõ chứ ha? Cho nên cô mới nói các bạn là phải cố gắng làm một cái răng nó vừa thôi, chứ nó đừng có lung lay quá khó làm. Đó. Các bạn làm như thế này thì chỉ có làm láng mặt chân răng thôi nhé. Còn cái cao răng ở phía thân răng mình không lấy ra được đâu nha các bạn. Cái cao răng ở dưới thân răng này đó, mình không có làm bằng cái cây này mà mình phải dùng cái cây xử lý, cây lấy cao răng siêu âm.
Rồi sau đó chúng ta sẽ làm mặt bên xa, rồi chúng ta sẽ làm mặt bên gần. Thì cô sẽ xác định cái lưỡi mặt bên gần, là cái lưỡi tác dụng là ở đây, bên tay trái cô. Rồi cô cũng làm 1, 2, 3, 4. Cô sẽ làm ở mặt bên gần cũng tương tự như vậy ha. Cô thử cái răng bên này, cô làm mặt bên gần ở răng bên này cho nó dễ nhé. Các bạn thấy là có hay thì chỉ có thì đi xuống là thì tác động thôi, thì đi lên là thì tác động thôi, chứ thì đi xuống không phải là thì tác động. Đó. Nếu mà cái răng nó yên á thì chúng ta sẽ làm một cách dễ dàng hơn. Đó. Thì đây là những cái mà cái mô hạt viêm hoặc là cái cao răng chúng ta lấy ra. Như vậy là chúng ta đã làm hết được cái mặt ở bên gần bên xa. Chúng ta sẽ làm mặt trong nhé. Mặt trong thì chúng ta lại lấy cái cây cây ở là mặt ngoài, mặt trong chúng ta cũng xác định cái lưỡi tác dụng. Trong thì phải ngồi như này mới đúng rồi. Đây này, cô làm bên này nha. Rồi, chúng ta đây là lưỡi tác dụng. Cô cũng cầm vậy, 1 2 3 4. Được không? Được ha. Cũng tương tự như vậy nè các bạn. Cô xin lỗi, đây nó cô để hơi ngược một chút là tại vì cái mẫu hàm cô để hơi ngược một chút lên trên kia. Tức là trên miệng bệnh nhân thì các bạn phải tựa từ ngoài vào chứ không thể tựa từ trong họng bệnh nhân qua được. Nhưng mà cũng chỉ là điểm tựa giống như hệt như vậy ha, cũng 4 bước nhé. Các bạn lách vào sâu ở trong rồi tới miếng cao răng các bạn lách ra. Về sau thì các bạn sẽ nghe cái tiếng nó càng êm lại để chúng ta làm nám về mặt chân răng vậy ha. Vậy bây giờ cô sẽ bơm rửa cho các bạn coi cái răng sau một lần, sau đó chúng ta sẽ xuống dưới kia để làm nhé. Đây các bạn bơm rửa như sau này, các bạn để sâu xuống đến chạm đáy túi nha chu, rồi sau đó các bạn lại hơi kéo lên, tức là mình này cô làm lại nhé. Các bạn cho cái cây bơm rửa vào trong đáy túi, trong vào miệng túi nè, xong đưa tới đáy túi nè, các bạn đưa nhẹ nhàng tới đáy túi, xong các bạn lại hơi rụt lên một chút, xong bắt đầu các bạn bơm, hiểu không? Ở trên